Bài số 11 viết chương trình đếm số chẵn, đếm số lẻ từ N số nguyên được nhập từ bàn phím. Tức là bài này yêu cầu là viết chương trình nhập N số nguyên được nhập từ bàn phím và đếm xem có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ vừa nhập. Thì bài này thì cũng giống như cái bài hôm trước. Thì chúng ta đầu tiên là khai báo biến là N Ix thì mình nhập ra, mình CL ra bạn muốn nhập bao nhiêu số, rồi tiến hành mình lập. Thì bắt đầu là mình nhập vào số thứ nhất, mình lưu vào cái biến x. Thì bây giờ tới cái bước tiếp theo á, là mình đi đếm số chẵn và số lẻ. Thì mình khai báo hai số, đếm chẵn hai biến ha, đếm chẵn, đếm lẻ. Đầu tiên thì mình gán cho biến đếm chẵn của mình á bằng không, tại chưa đếm được gì thì nó sẽ bằng không. Tới là đếm lẻ thì các em sẽ cho nó bằng không. Ở đây thì các em khai báo hai biến là đếm chẵn, đếm lẻ. Thì đếm chẵn là mình chưa đếm được số nào thì cho bằng không, đếm lẻ cũng vậy bằng không. Thì chúng ta đã biết rồi, thì mình xét cái số đó là số chẵn hay số lẻ. Thì số chẵn là cái số mà nó chia cho hai dư mấy, chia hai bằng mấy các em? Nếu như x mà chia hai bằng dư không, đếm chẵn cộng cộng tức là mình tăng lên một, còn ngược lại nó chia hai mà nó không có bằng không thì nó là số lẻ. Thì mình là đếm lẻ vậy các em, đếm lẻ mình cộng cộng là ta tăng lên một. Như vậy sau cái vòng lập thì bắt đầu mình xuất kết quả ra ngoài, CL nó ra, số lẻ thì mình là đếm lẻ, rồi mình count cái align là count ký tự xuống dòng. Đếm chẵn ha. Rồi thầy sẽ chạy demo cho các em coi. Thầy nhập vào 6 số đi. Rồi mình nhập đại. Rồi tới số thứ 6 thì mình có phải là 3 số chẵn 3 số lẻ không các em ha? Kết quả của mình nè để xuất ra màn hình ha. Chúng ta tiến hành thực hành. Thì ở đây thì nó cũng giống như bài kia thôi, mình gán hai cái biến đếm chẵn đếm lẻ bằng không, thì cái số mà chia hết cho hai thì mình tăng cái đếm chẵn lên một, ngược lại không chia hết cho hai thì nó là số lẻ, mình cộng lên và mình xuất kết quả màn hình là xong.